Xin chào cả nhà đến với channel Lulu Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Lulu sẽ giới thiệu với mọi người về vườn quốc gia nổi tiếng Yosemite. Cảnh đẹp ở đây rất là hùng vĩ, rất là nguy nga tráng lệ. Và sau khi đi xong về thì Lulu muốn quay trở lại đây nhiều lần nữa trong đời. Mọi người biết không, khi mà đi xong về, Lulu cứ coi đi coi lại những cái đoạn video Lulu quay được ở trong điện thoại của mình. Bởi vì nó quá đẹp và nó quá tuyệt vời. Ở trong đoạn video này, Lulu sẽ kết hợp giữa những cái mà quay được bằng điện thoại và những cái quay được bằng flycam cho mọi người coi được những cái góc, những cái cảnh mà nó tuyệt vời trong vườn quốc gia Yosemite này. Ở Mỹ rất là nhiều vườn quốc gia và nhiều khu bảo tồn, khoảng 60-61, tại vì có những cái trang để là 60, có trang để là 61. Và mọi người biết không, California là đã có 9. Và một trong những vườn quốc gia nổi tiếng ở California là Yosemite. Và không chỉ nổi tiếng ở California, không chỉ nổi tiếng ở Mỹ, và đây là vườn quốc gia nổi tiếng nhất ở trên thế giới luôn á cả nhà. Bởi vì Lulu đọc tham khảo thì họ bình chọn đây là vườn quốc gia nổi tiếng nhất nhì ở trên thế giới luôn. Và vườn quốc gia này rộng khoảng 3.000 km² là khá rất là lớn. Bởi vì đi một hồi Lulu thấy là không bao giờ hết được, một ngày không hết được. Nếu mà ai muốn trải nghiệm vườn quốc gia này, mọi người phải dành ít nhất là 2 ngày để đi trekking trên những cái đồi núi, những cái khu tuyệt vời của cái vườn quốc gia này. Mọi người biết không, ở trong đây nổi tiếng là có Tunnel View, là cái cảnh được nhìn từ trên cao, mình phóng xa tầm mắt để mình nhìn được những cái dãy núi trùng trùng điệp điệp với những cái ngọn thác như thế này nè. Rồi có một cái thác người ta gọi là giống như là cái tấm màn của cô dâu, cho nên là cái tên thác đặt cho một cái tên là Bridal Veil Falls luôn. Rồi trong đây có những cái cây khổng lồ mà Lulu thấy tiếng Anh người ta hay nói là Sequoia, mà Lulu dịch sang tiếng Việt á, Lulu coi những cái trang họ dịch sang tiếng Việt họ gọi là cây tùng thì phải. Và đặc biệt có những cái vách núi gọi là đá granite, vách đá núi granite đó mọi người. Vườn quốc gia này được công nhận là di sản thiên nhiên đẹp nhất thế giới vào năm 1984. Và đến nay á, mọi người biết không, ở Mỹ họ rất là giỏi trong cái việc bảo tồn những cái gì thuộc về thiên nhiên, cho nên vườn quốc gia này vẫn giữ được 95% cái nét hoang sơ của thiên nhiên. Và những cái thác mọi người thấy không, nó không giống những thác Lulu thấy trước đây là nó đổ ào ào nước, mà nước ở đây nó có gió và từ trên cao xuống, cho nên nó đẩy đi gọi là giống như sương như mây vậy đó cả nhà. Không hẳn là nước, nhưng mà ở bên dưới là nước chảy xuống rồi thì nó rất là mạnh và rất là nhiều, chứng tỏ là cái lượng nước rất là nhiều. Cái đoạn này là Lulu đi ra và mọi người thấy không, rất là nhiều người đang đi vô để ngắm cái vẻ đẹp của cái thác. Và xa xa kia mọi người sẽ thấy có những cái thác khác nữa. Mọi người thấy cái khung cảnh rất là tuyệt vời ở trong video không? Bên trái là cái thác và vách núi rất là cao. Bên phải là rừng thông và cái con đường mình đang đi. Không khí rất là trong lành, có trời nắng đẹp và nắng hơi ấm ấm, khí hậu lạnh hơi nhẹ nhẹ, coi như là rất là tuyệt vời luôn. Ai ở Mỹ mà mình chưa từng đến Yosemite thì Lulu nghĩ mọi người phải đi ít nhất một lần trong đời để trải nghiệm những cái đẹp, những cái quý giá nhất của thiên nhiên mà mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ chứng kiến bằng mắt thường ở đây. Dọc theo ở trong ở trong Yosemite, mọi người sẽ thấy được rất là nhiều cái thác nước như thế này, chảy rất là mạnh và rất là nhiều đá. Nước mùa này cũng còn khá lạnh. Thiên nhiên không khí rất là đẹp nhưng mà nước thì lại hơi lạnh nha cả nhà, nên là không có ai tắm, và đá cũng nhiều không có ai tắm. Mọi người sẽ thấy bên phải là những cái dòng xe hơi đang kẹt xe. Mình đang ở trong rừng nhưng vẫn kẹt xe. Bên trái là thác. Bình thường mọi người sẽ cảm thấy xui bởi vì kẹt xe, nhưng mà riêng Lụa đoạn này Lụa rất là thích, mọi người biết không, bởi vì kẹt xe cho nên mình mới tận dụng thời gian chờ xe Lụa bước xuống và cảm nhận được cái thác này. Mình rờ vào nước thì mới biết là nước lạnh như nước đá. Đúng là mình đi để trải nghiệm, đi để cảm nhận, đi để thấy là thiên nhiên nó rất là hùng vĩ, rất là tuyệt vời, rất là nguy nga tráng lệ. Và mình phải trải nghiệm tất cả những cái gì mình có thể trong lúc mình còn sức khỏe, mình còn nhiều thời gian. Lụa thấy rất là nhiều cô chú lớn tuổi họ cũng dắt nhau đi, nhưng mà mọi người biết không, đương nhiên họ sẽ không trải nghiệm bằng những cái giới trẻ mà đi vào đây, bởi vì cái sức họ đi nhiều hơn, họ trải nghiệm nhiều hơn. Đây là Tunnel View nè cả nhà. Xa xa kia là có cái thác, mọi người thấy không, Lụa đang chỉ cái thác kìa. Thì mọi người phóng mắt xa xa nữa, mọi người sẽ thấy là trời ơi, núi trùng trùng điệp điệp và không biết điểm kết thúc ở đâu, nhưng mà cảnh rất là đẹp, không thể tin được vào mắt Lụa luôn là Lụa đang đứng trước một cái cảnh đẹp tuyệt vời như vậy nè cả nhà. Đây là quay bằng cái camera mà 0.5 trên điện thoại cho mọi người coi, để mọi người thấy là nó đẹp, nó rộng, nó bao la bát ngát như thế nào. Và không có phải là ít người đi, rất là nhiều người đi du lịch luôn, bởi vì Lụa đi vào cuối tuần và lượng người đổ về đây cũng rất là đông.
và đa số là họ để xe ở một nơi và họ đi trekking, họ đi sâu sâu vào trong trong rừng, trong núi, họ đến gần hết những cái thác mà mọi người sẽ thấy. Ở trong đây mọi người không thể nào đếm hết được những cái thác mình thấy dọc đường, bởi vì lâu lâu mọi người sẽ thấy một cái núi và có một cái thác, lâu lâu mình sẽ thấy một cái núi khác và một cái thác. Ở đây là cái chỗ khác nữa nè, mọi người thấy không? Mọi người có thể dừng bất cứ ở điểm nào trên đường bởi vì chỗ nào cũng đẹp hết. Tuy nhiên ở trong Yosemite họ chọn những cái điểm nổi tiếng giống như là Tunnel View hồi nãy Lũ mới cho mọi người coi, và cái thác cô dâu, cái thác đầu tiên nãy mọi người thấy, người ta gọi là Bridal Veil Fall đó. Phải nói là tuyệt vời. Mọi người thấy cảnh rất là tuyệt vời. Cho nên là mùa hè là cái mùa đẹp mà khí hậu tốt. Ai mà không chịu được lạnh thì mình sẽ không đi mùa đông, mình đi mùa hè. Mùa xuân, nói chung là mọi người hay nghe nói là ở trong Yosemite mọi người đi mỗi mùa khác nhau, mọi người thấy những cái cảnh khác nhau. Ví dụ như Lũ đang đi mùa hè thì sẽ không thấy nhiều hoa như là mọi người đi mùa xuân, và sẽ không thấy tuyết như là mọi người đi mùa đông. Nếu mà mọi người đi mùa đông, mọi người sẽ thấy được là những cái ngọn núi này bao phủ bởi những cái tuyết trắng rất là đẹp. Bạn Lũ đi rồi, bạn Lũ khuyên Lũ là nên quay trở lại đây vào mùa đông và mùa xuân. Và cái Yosemite này có độ cao là 645m là ít nhất, và cao nhất là khoảng 4000m, là cao tới 4km lần cả nhà. Thung lũng sâu hun hút, nhiều ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Bởi vậy người ta có dùng cái câu ví von những cái ngọn núi cao này dành cho những cái người mà kiến thức gọi là chưa có nhiều, thì mình khoan gọi là nghĩ là mình biết nhiều. Họ dùng nói là nếu mà mình chơ lên tới đỉnh thì mình sẽ không biết là có những ngọn núi khác cao hơn, và khi leo đến đỉnh rồi thì mình mới thấy được những cái ngọn núi khác cao hơn. Thì câu đó nó đúng ở trong cái vườn Yosemite này luôn á cả nhà. Bởi vì khi mà mình đi tới chỗ này mình ngắm thì mình tưởng là những cái ngọn núi này là cao nhất rồi, nhưng mà mình leo lên những cái chỗ cao hơn mình mới thấy có những cái ngọn núi khác nó còn cao hơn nữa. Mà bởi vì nó xa, nó phóng tầm hình xa, mọi người sẽ không thể nào thấy được hết. Phải nói là rất là tuyệt vời. Ở trong đây người ta nói rằng là có nhiều điều kỳ bí mà mọi người ở Mỹ, những cái gọi là nhà nước ở Mỹ luôn, họ chưa khám phá được hết. Tại vì núi trùng trùng điệp điệp cho nên là không có thể nào đi tuốt sâu vào trong để mà khám phá. Nhiều cái hay hội tụ ở trong cái khu vườn quốc gia này. Mọi người sẽ thấy được thác, thấy được suối, thấy được sông, thấy được núi, thấy được cây thông, những cái cây sequoia khổng lồ. Nói chung là nhiều điều mới lạ nằm ở trong đây. Và rất là tuyệt vời khi mà Lũ cảm giác là mình được đến Mỹ, mình được trải nghiệm những cái thiên nhiên tuyệt vời ban tặng cho Mỹ. Và khi mình đến Mỹ mình được hưởng cái đó luôn. Và thật may mắn khi mà sau này Lũ có con, con Lũ sinh ra ở Mỹ, được tận hưởng những cái vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời như vậy. Mọi người có thể nói rằng là ở Việt Nam hay ở những nước khác nếu mà có tiền đi đến Mỹ du lịch cũng được. Đúng là như vậy, nhưng mà mọi người biết không, cái chi phí để cho mọi người đi du lịch xa như vậy là phải rất là nhiều tiền. Và 80% là người dân nghèo ở trung bình, chỉ có 20% là giàu thôi. Thì nếu mình lọt cho 20% thì mình đi như vậy thì quá dễ. Còn nếu như mình 80% thì vẫn tốt hơn là mình được đến Mỹ, con cái được sinh ra ở Mỹ để không phải trả một cái chi phí quá lớn để mọi người đến tận hưởng những cái tuyệt vời của thiên nhiên như vậy. Mọi người biết không, nếu mà bình thường đi du lịch đến đây thì mọi người phải chuẩn bị nhiều tiền từ một cái quốc gia khác. Nhưng mà Lũ đang ở Mỹ, đi đến đây nguyên một cái xe hơi như vậy họ chỉ trạc mình 35 đô là khoảng 700-800 ngàn tiền Việt. Ở trong xe đó mình đi 3 người thì cũng có nhiêu đó, mình đi 7 người cũng có nhiêu đó, họ chỉ trạc thêm một cái xe đó cả nhà. Nên là phải rẻ, không có tốn nhiều tiền. Nếu mà ở đây Lũ thấy là Lũ đi nhiều cái công viên khác cũng đẹp, nhỏ lẻ khác cũng đẹp thì không phải tốn tiền. Còn những cái vườn quốc gia như thế này thì mọi người trả cái phí vé nó cũng khá là rẻ. Mọi người thấy cái lượng xe đông đến mức mà kẹt xe luôn là mọi người hiểu cuối tuần họ dồn về đây như thế nào. Đi rồi mới thấy mình thật là nhỏ bé trước thế giới rộng lớn. Những gì mình thấy về thiên nhiên chẳng là gì nữa giữa những cái thiên nhiên rộng lớn như thế này. Đúng là lên đến đỉnh núi sẽ thấy những cái ngọn núi khác cao hơn. Đi rồi mới thấy cái thiên nhiên nó thật là tuyệt vời, và mình không nghĩ rằng mình được thấy chứng kiến ở trong bằng mắt thiệt ở trên đời này luôn. Thường thì Lũ hay có kế hoạch là Lũ già, Lũ lớn, Lũ giàu, rồi Lũ bắt đầu đi du lịch đây đó để trải nghiệm thế giới, để trải nghiệm thiên nhiên. Nhưng mà bây giờ Lũ thấy là đúng là quả ngọt là những cái mà mình gặt hái được trên chặng đường mình đi, trên những cái hành trình mình đi, chứ không phải là ở cái đích đến. Bởi vì trong cái lúc Lũ tận dụng những cái thời gian cuối tuần,
những cái thời gian mình xin nghỉ phép mình đi những cái chuyến đi như thế này thì những cái trải nghiệm này nó thật là tuyệt vời luôn. Không cần chờ cho đến khi mình già hay là mình giàu gì cả. Bởi vì khi đến đó rồi thì liệu chắc rằng mình còn đủ sức khỏe để đi hay không? Cho nên bây giờ Lụa khuyên cả nhà, nếu ai đã đi rồi thì chúc mừng mọi người, tại vì mọi người vẫn tận hưởng những cái mà Lụa cảm thấy mê mẩn như bây giờ đang Lụa đang chia sẻ. Còn nếu ai mà chưa đi, mình phải lên kế hoạch để mình đi cùng với những người mình thương nhất, cùng với gia đình của mình. Mọi người thấy rất là dễ. Dọc cái rừng Yosemite này có những cái con đường dành cho xe chạy xuyên suốt. Nếu mà mọi người có trẻ em hoặc là bà bầu hay là người lớn tuổi, mình không có đủ sức đi bộ nhiều, thì mình có thể dừng xe ở dọc giống như thế này. Dọc đường mình chỉ tấp vô vòng vòng đường mình coi thì những cái cảnh đẹp cũng rất là tuyệt vời rồi. Còn nếu mình có trẻ, mình có bạn bè, mình đi đông thì mình có thể đi sâu vào trong để mình trải nghiệm những cái vẻ đẹp gần hơn về những cái thác nước, về những cái núi. Lụa đi là chung với người nhà và có người lớn tuổi nên không có đi xa được. Những cái lụa quay là những cái lụa dừng dọc đường rồi quay rồi đi tiếp đó cả nhà. Và đương nhiên là Lụa sẽ cố gắng quay trở lại đây vào những mùa khác nhau. Còn đây là một cái view tuyệt vời khác, mọi người thấy quá tuyệt vời. Đây là Half Dome View. Cái tên người ta đặt trong cái Yosemite là như vậy đó. Mọi người thấy không, trùng trùng điệp điệp và không có hồi kết. Lụa quay khắp nơi là không có hồi kết, phóng mắt xa để mọi người thấy có gì khác không thể nào nhìn khác được. Bởi vì chỉ có núi thôi. Và Lụa đang tưởng tượng là trong những cái dãy núi xa xa sâu sâu kia, nó có rất là nhiều gấu, có rất là nhiều nai, có rất là nhiều động vật hoang dã mà mình chưa có được thấy. Bởi vì ở bên ngoài thì có đường đi và con người xuất hiện nhiều quá thì nó trốn rồi. Và Lụa rất là thích khi mà được thấy những cái động vật hoang dã, những cái gì đó thuộc về thiên nhiên. Đây mọi người thấy cái view rất là đẹp không? Và ở Mỹ là có 61 vườn quốc gia, Cali là có 9. Và Lụa chỉ mới đi có 1 thôi đó cả nhà. Nên Lụa sẽ lên kế hoạch cho mình là trải nghiệm những cái vườn quốc gia khác của nước Mỹ. Bởi vì ở mỗi vùng đất, mỗi nơi Lụa đến, mỗi chỗ Lụa đến ở trên nước Mỹ là có những cái đẹp khác nhau. Lụa coi ở trên mạng xã hội là đã thấy ghiền lắm rồi. Và mọi người biết không, nó không phải là những gì trên mạng là ảo đâu nha. Lụa coi những cái hình Lụa coi trên mạng xã hội về Yosemite, và Lụa đến nơi Lụa thấy y chang luôn. Nó chỉ khác là thời điểm Lụa chụp đang là thời điểm trưa, thời điểm sáng. Nó không thấy được ánh nắng hoàng hôn chiếu. Có những cái đoạn mà người ta chụp vào ánh nắng hoàng hôn chiếu vào cái tunnel view lúc nãy đó, mọi người sẽ nhìn được là trời ơi, cái thiên nhiên nó đẹp gì đâu mà nó y chang luôn mọi người, nó không có phải khác. Không phải là người ta để hình trên mạng nó khác với hình thực tế, nó đẹp như vậy đó. Rồi mọi người sẽ bắt gặp được là cứ đi một chút, mọi người sẽ thấy xa xa kia là núi, xa xa kia là thác. Nó khuất sau những cái rặng cây thông như thế này nè, trời ơi, nó đẹp kinh dị luôn. Và Lụa hẹn mọi người là hai cái video sau Lụa sẽ cho mọi người coi tiếp những cái phần sau của Yosemite nó có những cái gì đẹp. Trong đây mọi người sẽ phát hiện rất là nhiều đường hầm như thế này. Họ cho xe mình đi xuyên qua núi để mọi người qua những cái dãy núi khác, mọi người ngắm những cái cảnh khác. Và cứ mỗi lần mà qua đường hầm như vậy là Lụa thấy trời ơi, nó xây một cái đường hầm tuyệt vời như vậy. Bởi vì hai cái làn đường, và hai làn đường rất là lớn dành cho xe buýt lớn, xe truck, xe tải đi đều được luôn. Mà Lụa đi từ nhà Lụa tới đây là khoảng 5 tiếng lái xe. Bởi vì cái khu này là khu miền Trung, khoảng đoạn giữa của California. Ở Bắc Cali Lụa chưa đi tới, Lụa đang ở Nam California. Và đi đến đây khoảng 5 tiếng lái xe. Mà 5 tiếng lái xe, cái cung đường Lụa đi nó rất là đẹp luôn. Lụa sẽ giới thiệu cho mọi người ở video khác. Đi rồi mới thấy đúng là ở Mỹ mọi người đi làm, mọi người đóng thuế, cảm giác được nó đồng tiền người ta dùng xây dựng đường xá như vậy nó rất là xứng đáng để mình đi trọn vẹn, đi suôn sẻ đến trải nghiệm những cái cảnh đẹp thiên nhiên như thế này. Đây là cái vách núi rất là cao, mọi người thấy cao không? Lụa quay hoài cho mọi người coi là bởi vì Lụa đang đi, Lụa thấy cái gì đó nó lấp lánh, nó sáng sáng trên vách núi đó. Lụa đứng Lụa nhìn hoài không ra, tại vì mình không nhìn được, tại vì cao quá, xa quá. Thì có một cô người Mỹ tới, cô nói với Lụa là trên đó có rất là nhiều cặp họ đang leo núi ở trên đó. Lại đằng kia nó sẽ có cái telescope là kính hiển vi hả cả nhà, kính viễn vọng để cho mọi người nhìn xa. Thì cái kính đó để giúp cho những ai mà đi du lịch như thế này nè, nhìn vào và nhìn lên núi đó để thấy những cái cặp họ đang leo núi với nhau ở trên núi. Và mọi người biết không, người Mỹ họ có những cái trải nghiệm lạ lùng mà mình không thể nào hiểu được. Nếu là Lụa cho tiền thì cô không dám. Họ đi trên đó, họ đi cặp, họ móc dây, họ leo trên đó, họ mang đồ ăn thức uống rồi võng màn trên đó. Họ trải nghiệm trên đó khoảng 5 ngày đó cả nhà.
tối tới họ móc để họ ngủ trên đó, và ban ngày họ tiếp tục leo, họ ăn uống ngủ nghỉ vệ sinh ở trên đó và họ đi theo cặp. Mọi người thấy không, một cái sự nguy hiểm, một cái trải nghiệm vô cùng lạ đời mà người Việt mình, đặc biệt là lụa, lụa nghĩ chắc không ai hiểu giống lụa luôn á, không thể nào hiểu được cái sở thích, cái thú vui của người Mỹ luôn. Mọi người thấy quá tuyệt vời đúng không nè? Mọi người thấy hoài luôn là cứ bên phải bên trái là núi, tức là một bên là núi thì một bên kia sẽ là suối. Nó đẹp, mọi người ngồi bên trái trên xe cũng đẹp, mọi người ngồi bên phải ngồi trước đều đẹp. Nói chung Lụa nói là mọi người bước xuống bất kỳ chỗ nào trong cái khu vườn này đều đẹp. Đây là cái đầu vào á, mọi người lúc mà check in vô thì họ sẽ thu tiền mình. Xe máy là khoảng 30 thì phải, xe hơi thì khoảng 35 đô. Không cần quan tâm là bao nhiêu người. Còn lâu lâu lắm mọi người sẽ thấy những cái đoạn thưa thưa vậy, bởi vì đúng là rừng nhiều thì mùa hè nắng nóng dễ gây tới cháy rừng. Cho nên là đội kiểm lâm họ hay gom lại để họ đốt bớt, tránh trường hợp là tự nó phát cháy thì không thể nào cứu được đó. Thì họ gom tới thì mọi người sẽ thấy dưới sạch sẽ, không có cây cối, không có lá rụng gì nhiều hết. Lỡ mà có cháy thì nó cũng không có lan nhiều. Nên họ kiểm soát như vậy để họ bảo tồn thiên nhiên. Nên lâu lâu mọi người sẽ thấy những cái đoạn mà nó cháy cháy, nó khói khói như vậy, nhưng mà vẫn đẹp lắm cả nhà ơi. Mọi người cần phải sắp xếp thời gian để mình tận hưởng đi. Đây, Lụa thích nhất là những cái cây thông, gỗ rất là thẳng. Công nhận là thiên nhiên tuyệt vời luôn á. Tại vì có những cây mà nhiều cành để phủ bóng, có những cây nó mọc thẳng lên mà giống như là một cái cây mình đo thẳng lên vậy cả nhà. Không có cong cong quẹo quẹo. Đây là những cái cây này nè. Cho nên Lụa thấy ở nhiều khu vực ở trong Mỹ, ở Cali nè, họ dùng cột điện bằng cái cây. Lụa không hiểu nổi là cây nào nó thẳng như vậy. Bây giờ vào đây mình thấy rất là nhiều cây gỗ thông thẳng như vậy, mình hiểu được những cái trụ điện ở đây là họ lấy từ những cái gỗ thông này rồi. Lúc mình mới bước xuống Mỹ, ngày đầu tiên Lụa đến Mỹ, Lụa bước xuống sân bay Los Angeles. Lụa đi từ Los Angeles đến thành phố Lụa đang sống là Garden Grove. Lụa nói trời ơi, sao nhà cửa thì thấp thấp, rồi cây cối không nhiều, xe cộ cũng nhiều, tấp nập, không có gì vui, không có làm cho mình thích thú. Lụa không có gì gọi là hài lòng với những cái cảm nhận đầu tiên. Nhưng mà mọi thứ đều sai khi mà mình đến những cái nơi như thế này. Bởi vì những cái Lụa thấy là những cái nhỏ bé nhất, mình chưa kịp trải nghiệm nên mình không thể nào biết được. Mình đến những cái vườn quốc gia như thế này mình mới thấy thì ra là ở Mỹ có rất là nhiều chỗ để cho mọi người khám phá, và không phải cần tốn rất là nhiều tiền. Chỉ cần mọi người có xe, mình đổ xăng, mình thuê khách sạn mình ở, rồi mình trả phí vô cổng chỉ có 35 đô vậy thôi đó. Một cái cuộc du lịch gọi là không có tốn kém nhiều, nhưng mà được đổi lại là những cái trải nghiệm tuyệt vời của thiên nhiên như vậy. Lụa cảm thấy thật là xứng đáng cho những cái gì Lụa bỏ ra, và thật là may mắn khi mà Lụa được đến Mỹ để tận hưởng như cái này nè. Cho nên cả nhà mình có con nhỏ, mình có bầu, có bà bầu á, rồi mình có ông bà lớn tuổi, mình vẫn đi được những nơi như thế này, thì mình tranh thủ để dành cho nhau những cái giây phút tuyệt vời vào những ngày cuối tuần. Mình chỉ cần nghỉ phép 2 ngày giống Lụa là thứ năm thứ sáu, mình enjoy từ thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật, thì mọi người có thể đi hết hầu hết những cái nơi đẹp ở trong vườn quốc gia Yosemite này rồi. Ở trong đây Lụa thấy có nhiều xe buýt để chở đến những cái nơi nổi tiếng ở trong đây, hoặc là những chiếc xe điện cũng có nữa cả nhà. Còn không, mọi người cứ ngồi trên xe của mình và lái vòng vòng thôi. Chỗ nào cho tấp vô mình tấp vô, mình ngắm cảnh rất là tuyệt vời. Bây giờ Lụa sẽ tổng kết một cái video phần 2 về những cái cây Sequoia, là cây tùng khổng lồ mà Lụa không tin là Lụa thấy ở ngoài đời, và không tin là nó có thiệt ở trên đời này luôn á. Lụa sẽ tổng hợp ở những cái video sau, hoặc là những cung đường Lụa đi đến đây ở những cái video sau cho mọi người coi. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Mọi người thấy thích, thấy yêu quý cái video của Lụa thì hãy bấm cho Lụa like ủng hộ kênh. Xin cảm ơn cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.